thưa bác sĩ, hiện tại thì có một quý tín giả nhắn tin tôi qua trang fanpage à, chia sẻ một câu hỏi à, cũng khá là vui như thế này. Buồn buồn em cũng thú dâm. Ăn đồ bổ em cũng thu dâm. À, vui em cũng thu dâm, đi tắm em cũng thu dâm. Vậy bây giờ bác sĩ ơi, thu dâm á là bao nhiêu là đủ? Oh. thì với à, cái tần suất là bao nhiêu là vừa cho một tuần bác sĩ? À, câu này đó thì trong những chương trình bí mật nam giới trước thì mình cũng đã giải đáp rồi nó sẽ không có một cái công thức chung nào cho tất cả mọi người mà điều quan trọng là cái việc này đến như là một cái hơi thở của mình như là một cái nhu cầu của mình một cách rất tự nhiên thôi tức là khi cơ thể của mình có mong muốn được đạt đến sự khoái cảm và những cái năng lượng những cái sung năng về tình dục tích lũy và khiến khiến cho chúng ta có những cái ham muốn thì lúc này tự khắc chúng ta sẽ có suy nghĩ đến việc là tự kích thích và như vậy thì điều này hoàn toàn tùy thuộc vào thể trạng của mình ở trong từng giai đoạn ví dụ như trên cùng một người có thể là các bạn cũng có thể tự nghiệm ở bản thân của mình có những giai đoạn là mình thấy là gần như ngày nào mình cũng có ham muốn nhưng mà cũng có những giai đoạn ví dụ như các bạn đang bận rộn với công việc chẳng hạn như là Uh, giai đoạn này mình đang căng thẳng là đang viết những cái uh, bài nghiên cứu hoặc là đang hoàn thành những công việc mà hạn chót này, đang đến gần chẳng hạn hoặc là các bạn đang chuẩn bị ở trong các kỳ thi thì lúc này nhiều khi cơ thể của mình sẽ không tập trung vào cái việc này nữa mà sẽ suy nghĩ đến những cái cách khác và đưa những cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình lên trên hơn do đó thì hỏi rằng là có cái thời gian hoặc là có tần suất nào chung hay không thì thật sự ra ở đây mình chỉ có một cái duy nhất đó là mình hãy lắng nghe cơ thể của mình. Và một khi mà mình thấy cái việc này nó làm cho mình uh, hơi băn khoăn hoặc là việc này mang đến cho mình thay vì cảm giác là thoải mái sau đó mà mình cảm thấy mệt mỏi ở trong những ngày tiếp theo thì cách tốt nhất là mình hiểu rằng lúc này đã hơi là quá rồi, mình phải điều chỉnh lại, mình phải ngừng lại hoặc là mình phải giãn ra. Yeah.